Hello, chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ thay đổi khẩu vị cho anh em có chút hưng phấn khi chơi Flan với Zombie. Thì hôm nay sẽ là một bản Flan với Zombie 3 nha. Và cái phiên bản này chính là phiên bản tiếng Việt nha các bạn nha. Phiên bản mới nhất 17.2.23. Đấy, cho các bạn sử dụng cái phiên bản mới nhất này. Và chắc chắn là sẽ có Zombie mới rồi, Flan mới và sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa thu hút chúng ta để chúng ta có thể trải nghiệm cái phiên bản này. Và đây các bạn nhìn cái khi mình vào game đây, các bạn nhìn xem chữ là tiếng Việt và chúng ta đây các bạn sẽ đọc bãi cỏ bọn tớ thoáng đãng thế này mà cái tháp khó chịu đó cứ ngay bên kia đường. Đấy các bạn nhìn xem ở đây nó ám chỉ là cái tháp mà cái tháp gọi là cái tháp gì nhỉ? Đấy, cái tháp này chúng ta đi nó rất khó khăn các bạn nhé. Đấy, các bạn phải thật sự linh hoạt và có cái lối chơi chiến thuật cực kỳ thông minh đấy thì chúng ta mới có thể hạ gục được các zombie ở đây vì nó quá mạnh và chúng lên rất nhanh các bạn nhé. Khi cây cối của bạn mà yếu đấy hoặc nó ra chậm, các mặt trời ra chậm quá đấy, chúng ta không kịp kéo cây xuống để cản phá các zombie là chúng ta sẽ bị thất bại nha. Chúng ta sẽ bị thất bại và thua cuộc, chúng ta sẽ không không giành được điểm khi chúng ta đi cái tháp này nha. Đấy, nó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều điểm và tất nhiên là vàng và kim cương của chúng ta sẽ tăng lên. Rồi các phần đạo cụ cũng thế, cũng tăng lên khi chúng ta đi cái tháp này. Đây thì ở đây nó đầy các bạn này. Đấy, xin chào. Đấy các bạn, nó đầy thì mình sẽ nhấn vào đây để xem cái Binita Party này. Ồ, nó lại bắt chỉ vào cái đây. Mình lại phải chơi một trận các bạn nhé. Đấy, chưa xem được các bạn ạ, mình phải chơi một trận đã. Rồi, đây các bạn, cái bàn tay nó chỉ đâu các bạn sẽ nhấn vào đấy. Thì ở đây mình đã bị mất cái tài khoản Gmail nên là nó không lưu được vì trước mình đã chơi đến cấp độ 6 rồi các bạn nhé. Đấy, đây các bạn nhìn xem này. Đấy, bà lão đi bộ cực kỳ nhanh. Đấy, các bạn nhìn xem zombie xuất hiện và nó đặt tên luôn là cái tiếng Việt cho các bạn dễ gọi nha, bà lão đi bộ. Đấy, các bạn sẽ hiểu được cái con zombie này là con zombie Lào. Để các bạn chơi, các bạn gọi cho nó dễ nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cái này gã dắt chó này thì nó có ở trong cái phiên bản trước mình đã giới thiệu cho anh em rồi. Đấy, gã dắt chó. Đấy. Đây không biết là có phải gã dắt chó hay không hay là chó dắt gã. Các bạn nhìn xem chó thì nó đi trước cầm dây còn cái gã này thì lại bị dây quấn quanh quanh người. Đấy các bạn nhìn xem nó trái lại hoàn toàn với cái tên gọi của nó không. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ rồi ở đây sẽ có đây con zombie mới đây các bạn này. Đấy, cọc tiêu, mấy hạt đậu tí hon của cây bắn đậu sẽ khó làm chảy xước một zombie mặc giáp như cọc tiêu. Đấy, cái con zombie mới cọc tiêu này các bạn này. Đấy, con zombie mới đấy các bạn nha, sẽ xuất hiện trong phiên bản 17.2.23 này để cho các bạn chinh phục nó. Và nó có bộ áo giáp sắt nha các bạn nha. Các bạn phải dùng vũ khí mạnh để tiêu diệt nó bởi vì nó có áo giáp sắt nên nó có đỡ được, chống được đạn nha các bạn nha. Rồi đây các bạn xem cái đây cái zombie mới này đấy thì nó sẽ hiện lên máu của nó 190 này các bạn này, máu 190 này, giáp 185 này, tốc độ tấn công 1 giây, sát thương tấn công 100, đã bỏ qua sát thương giáp 10, tốc độ đi bộ 26. Đấy, đội cọc tiêu giao thông trên đầu chúng làm giáp rất sáng tạo. Rồi đấy, nó giới thiệu tổng quan về cái con zombie này cho các bạn xem và các bạn biết được và các bạn hiểu được cái con zombie này nhá. Đấy, để các bạn có thể có cái lối chơi và có cái những gì mà các bạn tự tạo ra các chiến thuật rồi các lối chơi đấy để các bạn tiêu diệt nó nha. Rồi thì ở đây chúng ta hoàn toàn bằng tất cả bằng tiếng Việt cho các bạn sở hữu nha, các bạn xem và trải nghiệm và khám phá để các bạn có thể hiểu hơn về cái Flan với Zombie 3 này một cách dễ dàng để chúng ta chinh phục nó, khám phá nó.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu thôi. Chúng ta sẽ nhấn vào cái chiến này nha. Đấy, để chúng ta vào trận, để chúng ta thưởng thức xem cái phiên bản mới này 17.2.23 này hay ho hay không, và các zombie ở đây nó có mạnh mẽ hay không. Rồi, đấy. Đấy, các bạn nhìn xem toàn tiếng Việt nha. Đấy, zombie đã lên ngay các bạn ạ. Mới vào xong zombie đã lên ngay các bạn này. Đấy. Các bạn phải thật nhanh chóng đặt cây cối để các bạn tiêu diệt các zombie. Nó lên nhanh lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn cái con kia kìa. Đấy, nó chạy như là vũ bão thế kia thì. Làm sao mà có thể chống lại được. Nếu như các bạn mà ở chậm chân hoặc chậm tay một tí là các bạn sẽ thua ngay các bạn nhé. Đấy, con kia nó chạy nhanh lắm các bạn. Đấy, quá nhanh luôn các bạn. Đợt cuối rồi các bạn ơi. Đấy, zombie cọc tre đây. Đấy, nó máu rất trâu các bạn này. Nhìn máu rất trâu, mình phải cho bon choi đây cho nó đấm. Đấy, bon choi đấm rất khủng khiếp luôn các bạn. Rồi, màn chơi đầu tiên chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấn cái bánh taco này và cho chúng ăn thôi. Mình cho con nào ăn đây, con này ăn đi. Đấy, khi cho cái con này ăn thì sức mạnh của nó sẽ tăng lên các bạn nhé. Nó sẽ vượt trội với các con khác. Đây các bạn nhìn xem, nó khi nó đã ăn được bánh taco nó sẽ vượt trội hơn các con này. Đấy, sức mạnh của nó sẽ tăng lên và chúng ta sẽ tiêu diệt zombie một cách dễ dàng hơn nhá. Rồi, chúng ta sẽ nhấn sẵn sàng và tiếp tục vào trận level 2 này. Đấy, các bạn phải nhanh chóng đặt cây cối, không là zombie nó lên đông lắm các bạn ạ. Các cái con zombie con này nó lên rất nhanh các bạn ạ, nó đi rất nhanh nha các bạn nhé. Chúng ta không không tiêu diệt ngay được là chúng ta sẽ thua nha các bạn nha. Rồi, các đối thủ ở đây thì cũng không mạnh mẽ lắm các bạn nhé, độc zombie bình thường thôi, nên chúng ta tiêu diệt nó cũng một cách nhanh chóng. Và cái link này mình để dưới phần mô tả video nha. Nó rất đơn giản thôi các bạn nhé. Chỉ việc nhấn vào và chúng ta tải về và cài đặt thôi. Nó không có gì khó khăn cả các bạn nhé. Đấy, nên là mình sẽ không hướng dẫn các bạn. Còn nếu các bạn mà không hiểu đấy, thì các bạn có thể xem những video trước, mình cũng để link dưới phần mô tả nha. Những video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tải rồi, cách cài đặt rồi. Thì video này mình sẽ không hướng dẫn nữa. Các bạn xem rồi thì các bạn quá hiểu rồi. Còn bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem video hướng dẫn, nó rất đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Cái nào cực kỳ khó khăn hoặc quá khó khăn với các bạn không thể làm được đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn làm nhé. Rồi, chúng ta sẽ nhấn tiếp tục và ở đây chúng ta sẽ nhận được một đồng vàng rất to luôn các bạn nhé. Đấy, ở đây chúng ta sẽ sở hữu được bắp cải này, quăng bắp cải vào đầu lũ zombie bay và không biết bay, rất chất luôn. Đấy, ở đây nó giới thiệu bằng tiếng Việt rất hay luôn các bạn nhé. Đấy, khi các zombie biết bay đấy là những cái zombie mà nó có quả bóng bay, nó như bay quả bóng bay trên trên người đấy, treo trên người đấy, đấy là zombie biết bay đấy. Thì các bạn phải dùng bắp cải mới có thể tiêu diệt được các zombie này nha. Các bạn không dùng bắp cải và các vũ khí bắn ấy, bắn cẩu đấy, ví dụ như là đạn ngô hay bắp cải, thì các bạn thất bại luôn, không thể thắng được các zombie này. Nó khác hoàn toàn với Flan với zombie 2. Flan với zombie 2 thì các bạn có thể dùng bi shooter hoặc các con ví dụ bon choi thì nó cũng có thể đánh được cái con biết bay đấy. Còn ở đây thì nó khác hoàn toàn nhé, bon choi vô ích, vô tác dụng luôn, không có tác dụng khi gặp các zombie biết bay. Rồi, tiếp theo là cái con gai thông này. Đấy, phóng gai thông xuyên nhiều zombie đầy mùi nhựa thông đấy. Các bạn sẽ sở hữu được các con này nhanh và rất nhanh thôi. Khi các bạn lên level, từng level một thì các bạn sẽ sở hữu tất cả các flan ở trong đây đấy. Nó cứ mở khóa dần dần từ các level thấp lên các level cao nhá. Đấy, rồi đấy, chúng ta sẽ vào màn sau xem thế nào. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ theo từng cấp các bạn nha, lấy phần thưởng này. Đấy, cái này các bạn sẽ phải mất 142.000 nếu mà các bạn sẽ nhấn vào đây lấy phần thưởng. Còn ở đây các bạn sẽ chọn cho nó cấp cho nó này. Ở đây không có miễn phí các bạn nha. Đấy, nên là chúng ta sẽ
chờ khi nó đầy cái kia 15 thì chúng ta sẽ nhận được nha. Và đây chúng ta lại tiếp tục, đây cái tháp nút trứng đây các bạn ạ. Cái tháp nút trứng mà mình muốn nói với các bạn ở đầu đấy video đấy, mình không biết nó là cái tháp gì mình quên mất rồi đấy. Cái tháp nút trứng này các bạn, khi các bạn thi đấu ở đây cực kỳ khó khăn luôn các bạn nhé. Các bạn phải chơi có cái lối chơi linh hoạt và thật sự thông minh, hoặc là các bạn có thể làm cách nào đấy, các bạn tính toán đấy đường đi lối lại của zombie thì mới có thể thắng được nha. Đấy, khó khăn cho Các bạn bạn nhìn xem này, những plan mới đây chúng ta sẽ được sở hữu khi chúng ta lên liver các bạn nhé. Đây đấy, các bạn nhìn con này bi tờ lửa này các bạn nhìn đấy, ở đây sẽ có rất nhiều plan mới hay ho cho các bạn sở hữu nha. Đấy đây đấy, không biết là cái con gì này. Đây đấy, rất nhiều luôn các bạn nhé. Đấy các bạn hãy cố gắng chinh phục để vượt qua các ải để nâng level cho nó, để có thể nhận được các plan mới này nha. Rồi chúng ta sẽ từ từ trải nghiệm để chinh phục cái plan với zombie 3 này phiên bản mới nhất 17.2.23. Thì video của mình cũng cũng quá dài rồi nên là mình không thể tiếp tục làm thêm được nữa. Video này mình sẽ khép lại tại đây. Thì nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được nhiều video hay hấp dẫn hơn nữa tại kênh Flan Gamer nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.